thật lòng mà nói á, là lúc mới về á, mình nhìn cái gương mặt cô nàng này á, có vẻ như là cô đanh đá. Cái tật mình á thì mình nói, ví dụ như mình nói ra mình sợ người ta không hiểu ý mình, cái mình phải diễn giải ra vậy. Nàng này đanh đá cắt liền, cô cho con cắt ngang, là vậy 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 đó. Mặc dù mình không có hài lòng nhưng mà mình cũng thôi, mình cũng nhịn nó đi, mình làm cha làm mẹ, mình chấp nhất làm gì. Nhưng thật ra là mình cũng không có thích nàng này đâu. Vậy đó, giờ sao à? Ngắt rồi. Cô biết lý do tại sao mà con buồn như thế không? Cha điện thoại nói với anh Tính, vợ mày về dưới đây làm chuyện tào lao đó, làm chuyện tào lao. Xong rồi á, anh Tính mới, mặc dù không đồng ý với câu chuyện đó, nhưng mà anh Tính vẫn nói rằng á là chuyện vợ chồng con biết. Xong rồi anh Tính làm giữ trò với con chứ có bỏ mà con đâu có bỏ. Con nói với anh Tính là, nói như thế này nè, anh cho em thời gian 6 tháng, nếu em không á làm được thì em quay về với anh. Nếu 6 tháng đó đó mà nó như thế này, trong 6 tháng đó nếu mà em làm được thì em về với anh, mà nếu em không làm được, mà nếu mà anh cho em về, còn có yêu thương em mà anh còn cho muốn em quay lại nữa thì em sẽ quay đó. Mà trời, thời gian đó cô chưa biết đâu, không đi ngang cái cầu Thủ Thiêm nè. Hơn nó không lẽ giờ mình suy nghĩ rằng là không lẽ giờ giống như không ai đồng ý, cha gì dưới, cha sợ mất mặt, cha sĩ diện ở dưới chòm sớm nói ở con dâu làm Sài Gòn xong đã về làm chuyện tào lao. Trong thời gian đó có một người rằng an ủi con, mới nói con là đừng có vậy, cũng không là con tự tử thật sự luôn á. Thật sự luôn á cô. Thế nay nghe nàng Giao bộc bạch mình mới biết. Mình tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1965. Hiện tại là ở Thạnh Yên, Thạnh Trị, Gò Công Tây, Tiền Giang. Dạ. Mời em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Em sinh năm 1986. Thì quê em ở ấp Ba Chương 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em có duyên đến với chương trình. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Em làm dâu hả? Nói chung là cũng 10 năm rồi. Wow. 10 năm rồi. Một người ở huyện Gò Công Tây, một người ở huyện Tân Phú Đông. Dạ, đúng rồi. Đánh nhau mỗi con phà, đúng không? Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu thì mẹ chồng ấn tượng điều gì không? Nói chung á là tôi là mẹ kế. À, mẹ kế. Sau khi mà mẹ chồng mất 10 năm thì ông xã mới đi cưới mình. À. Thì mình về sống với ông xã là cũng mười mấy năm rồi. Ông xã mình có 3 người con trai, nhưng mà chồng của Thí là người con trai thứ hai. À. Người con trai về báo nói chuẩn bị đi cưới vợ, thì lúc đó là ông xã mình chở lên nhà đây để bỏ rượu rồi đó. À. Thì mình mới biết mặt. Gặp tại nhà của Thí luôn. Gặp nhà đi coi mắt luôn đó, đúng không? Bỏ rượu á. Bỏ rượu luôn. Lúc đầu thấy cô này thì cảm nhận cô sao? Thấy cũng dễ thương. À. Nói chuyện cũng dạ thưa, rồi cũng lễ phép rồi. À. Với lại mình thì cũng mớm rồi, thấy nàng dâu cũng mớm mớm, thấy cũng điểm chung dễ thương. Điểm chung giờ không dám nói, có điểm chung mình mới thấy là cũng đều nhau luôn, dễ thương, mớm duyên rồi nha. Khi mà gặp cô thì nói chung là cũng không có gọi là ấn tượng gì nhiều, nói chung là chỉ có ấn tượng giống như cô nói á, là hai người giống mớm. Mọi người nói trời ơi, mẹ chồng với nàng dâu á, sao mà nhìn cái khuôn mặt giống nhau quá, mớm mớm nhau quá, chắc về sẽ được cưng chiều nhiều rồi, sẽ được bà này cưng. Yeah. Nhưng mà về á, trời ơi cô nói chuyện nhiều lắm. Đâm ra mình thì không thích người nói chuyện nhiều. Giả tỉ một cái câu đó thay vì mình sẽ nói ừ nó là có như vậy thôi, cô sẽ giải thích ra một đàn ra một cái câu chuyện thì làm cho mình rối, dạng như mình cũng tiếp xúc nhiều khi mình nói chuyện nhiều như thế. Cũng mặc dù là mẹ kế nhưng mà em về nhà mà em gọi mẹ chồng là gì? Bằng cô, tại vì lúc đầu mình đâu có thiện cảm đâu nên mình cứ gọi bằng cô. Em gọi bằng cô. Dạ em gọi bằng cô. Nè, cũng như trước đây á thì ông xã mình có 3 thằng con trai riêng. Khi đó là cô chấp nối với ông xã cô á, con trai lớn á là chồng của Thí á thì gọi bằng cô. À. Rồi người con trai giữa cũng gọi bằng cô. Gọi quen rồi đến khi ông xã mình cưới mình về á thì nó quen rồi nó cũng gọi bằng cô. À. Có đứa nhỏ á, là khi mình về á là mình cũng phụ ổng, mình nuôi cái đứa nhỏ ăn học. Lúc đó là nó mới học có lớp 8, lớp 9 vậy đó. Tự nhiên là nó gọi mình bằng mẹ thôi. Rồi khi cưới Thúy về rồi đó, thì Thúy cũng gọi kêu cô chồng luôn. Là gọi bằng cô luôn. Mới về đó là hai người có nói chuyện nhau? Dạ cũng ít thôi. Thật lòng mà nói á, là lúc mới về á, mình nhìn cái gương mặt cô nàng này á, có vẻ như là cô đanh đá. Cái tật mình á thì mình nói, ví dụ như mình nói ra mình sợ người ta không hiểu ý mình, cái mình phải diễn giải ra vậy. Nàng này đanh đá cắt liền, cô cho con cắt ngang, là vậy 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 đó. Mặc dù mình không có hài lòng nhưng mà mình cũng thôi, mình cũng nhịn nó đi, mình làm cha làm mẹ, mình chấp nhất làm gì. Nhưng thật ra là mình cũng
khó chịu, không có thích nàng này đâu. Bởi vì nàng này về cứ ở nhà cha mẹ ruột không à, xuống lát có đi về, xuống lát đi về. Mình thì chân cẳng yếu đuối, ông xã thì ở nhà có hai vợ chồng già, rồi về đáng lẽ gần Tết nhất tới thì người ta về, người ta lo quét dọn bàn thờ tổ tiên ông bà, thì nàng này về chơi chút xíu rồi chạy về nhà mẹ ruột. Thậm chí mà đến nỗi mà ngày rước ông bà là ở trở anh rước ông bà cúng kiến đồ ăn uống xong xôi vui chơi với anh chị em trong gia đình bên ruột á, rồi xong rồi cái tôi với ổng ở đây mới lui cui. Chồng nó thì về đây chơi, thì chồng nó thì đàn ông trai cũng đâu có vô bếp núc, thôi tôi với ổng nấu nướng xong cúng rước ông bà xong rồi thì nó tính con chạy trở anh rước vợ con xuống chơi, nàng cũng như là sum họp đầu năm cho vui nhà vui cửa vậy đó. Rước nàng về rồi nàng không ăn cơm, mình lui cua mình nấu nướng đã đời, về cho con dâu nó ăn về. Thôi con ăn luôn cha, cô ăn đi, con chơi chút. Thậm chí à, thấy cái nhà dơ nó cũng không có xách cái chổi nó quét được cho sạch cái nhà nữa. Bắt đầu mình có thành kiến, mình nói mình buồn mình tâm sự với ổng. Ổng nói thôi bây giờ em có buồn thì em tâm sự với tôi đi, cho nó đỡ dơi bớt đi chứ để trong lòng bực bội. Mà bây giờ em nói á, em là mẹ kế sợ nhiều khi nó đanh đá nó cự lại rồi em buồn nữa. Rồi ổng khuyên vậy thôi, tự nhiên hai vợ chồng cũng thôi im luôn. Mặc dù mình không có hài lòng về con dâu thiệt, mình cũng không thích nó thiệt, mặc dù không nói nhưng mà lâu cái thấy nó xuống chơi cái mình nhìn nó vậy nè, nói chung mình nhìn nó bằng cái ánh mắt là không có thiện cảm. Mình viên đạn đúng không? Ừ đúng rồi, mình nhìn nó không có thiện cảm. Con biết mà, con biết điều đấy. Có lúc biết chứ, có lúc mình đang nhìn vậy nè cái nó xây lợi, nàng dâu đanh đá mà quất liền. Cô làm gì cô nhìn con dữ vậy cô? Trời ơi gì không hả gì con chỉ hỏi vậy đó, cô làm gì cô nhìn con dữ vậy cô? Thì mình chỉ dám như vậy, cô nhìn con làm như không có cái sự thì dù mới đó. Cô làm như là cô hay chưa không thích thích con vậy đó. Rồi mình dừng chỗ này đi, con muốn nghe chị nói chút xíu ạ. Phải không chị? Nhìn chị là em biết rồi, lúc đó chị quay qua chị nhìn thấy mắt nó thì chị làm sao mà chị có thể mà kìm lòng được. Nhưng mà chị là nàng dâu này cũng không có thích gì mình đâu, dễ gì mình nhìn vậy thì nó cũng nhìn vậy. Nhưng mà lúc đó em kìm xuống đúng rồi, em sẽ đóng vai hoa hậu thân thiện. Trời ơi hậu thân thiện chứ em đâu có thể mà em dạng nhưng mà mình phải xối xả vô được. Nhưng mà những cái chuyện mà giả tỷ mà cha với cô mà làm không vui em về em xả lại với chồng. Trời đâu có cần ơi. Em xả lại với cô với cha chứ chưa bao giờ mà em hổn mà em nói rằng cô vậy cha vậy, mặc dù là mình không vui mà về em xả lại với chồng. Nhưng mà vậy sao chị không nói hai cô cháu mình nói chuyện với nhau luôn? Không được. Nàng dâu này á là nó ở riêng, nó không ở chung với mình. Nếu ở chung với mình mỗi ngày mình nhỏ to tâm sự thì nó sẽ sửa đổi cái cách đi làm, rồi cái Tết về thỉnh thoảng thí dụ như ít tháng về thì về nhà mẹ ruột rồi xong chạy xuống đây chơi chút xíu lạng rồi đi. Ngắt lời. Dạ, xin mời chị. Lý do tại sao mà khi mà sao đánh đá vậy? Khi mà con Tết con về mà con không ở dưới phòng công vụ, cô phải biết rằng trên Sài Gòn con làm con rất vất vả. Con rất là mệt, con không thể mà về quê á mà làm từng cái đó trên Sài Gòn rất là mệt. Cô không biết được đâu cái cảm giác mệt. Con cũng nói với ba má con như thế này: ba má ơi, mà hỏi cái về cái ba má nấu này nữa nọ, ba má đừng có bày ra cái nọ, con về dưới á là con sẽ không có phụ cái gì đâu. Tại vì con trên Sài Gòn á, con rất là vất vả, con làm mệt rồi. Con phải về quê mà con phải cầm cây chổi hay là con làm cái này cái nọ, con mệt lắm, thật sự rất mệt. Hả? Phải về với cha mẹ, dù sao mình có nằm già, cha mẹ có thể là thoải mái, có thể là thông cảm cho mình vì nó làm việc rất là mệt. Nhưng mà em không có bao giờ về nhà ba mẹ chồng quét cái nhà hay rửa cái chén hay nấu bữa cơm cho cha mẹ chồng ăn. Dạ không, thì lúc đó không có luôn hả? Thật sự không có quét. Thấy cái nhà dơ vậy chồng lá luôn nó bay rồi chứ không có quét. Cho con ngắt lời, không, con cũng cảm thấy rằng con là một con dâu nó dạng như là không có tốt. Giống như em cứ suy nghĩ là em không phải là con dâu mà lấy lòng mẹ chồng hay là lấy lòng cha chồng. Thật sự em không phải là người làm dâu, làm mẹ, làm vợ. Ba đó em không làm. Không luôn. Thật sự, con em thì gửi cho ba mẹ em nuôi. Còn chồng em thì dạng như làm thì hai vợ chồng dạng như đi làm mọi người thì dạ tỷ ai về sớm nấu cơm này nọ. Còn dâu thì không có về mà để làm luôn. Thật sự, em cũng cảm thấy vậy luôn. Anh xin hỏi em cái này dạ. Em thấy là lạ. Tức là em không làm dâu. Vâng. Là chưa bao giờ em rửa chén quét nhà. Chưa bao giờ về một lần. Ông bà già chồng hết. Chưa bao giờ phục vụ một cái gì cho ông bà già chồng hết.
nhưng mà làm dâu nè, đúng rồi, không làm mẹ mẹ dạ. Tức là con cái của em gửi gì cho ông bà ngoại nó hết. Không làm vợ là sao? À, ai rảnh người đó nấu cơm á. Nói chung là vợ dạ, chồng thì thoải mái. Đúng rồi, thoải mái. Ý là dạng như sớm nấu cơm, yêu vợ này cũng lạ nha. Ở riêng. Vậy thì cái công việc của em chắc là vất vả lắm hả? Công việc của em đang làm gì? Hồi xưa thì em làm YouTube, hiện tại bây giờ em là đầu bếp riêng của một người. Làm YouTube. YouTube. Không làm vợ, không làm mẹ, không làm dâu luôn. Dạ. Chỉ làm YouTube thôi. Là không làm mẹ, tức là khi sinh con cũng cưới nàng này về thì năm 2009, rồi về đến năm 2012 thì sanh em bé. Sanh em bé thì ở nhà nuôi được mấy tháng rồi bắt đầu nàng này mới đi lên thành phố làm tiếp. Thì đứa con gửi ở nhà cho bà ngoại nuôi, tức là nàng dâu nói là không làm dâu, không làm mẹ, nhưng mà thật sự là không phải là không làm vợ. Cũng như là muốn nói là cái người chồng rất là yêu thương vợ, không cần vợ phải hầu hạ chăm chút kia, cơm nhất dạ. gì á. Mình lấy một người mà chồng thương mình nhiều nhất thì mình rất là thoải mái. Anh ta sẽ không bao giờ khe cái kiểu mà mình làm cái gì hay là cái gì anh ta không có suy nghĩ. Giống như những người vợ mà mình mà đi công việc hả, đi chơi hay này nọ một cái là anh ta sẽ em đi đâu, em làm gì, em này nọ, không có. Chồng em rất là thoải mái. Ừ, em có thể là làm thoải mái công việc gì đó giống như mà chưa có chồng. Chồng cũng chưa có chồng. Dạ, dạ. Hay vậy ta? Dạ, thật sự. Đó. Câu hay nha. Không làm dâu, không làm mẹ, không làm vợ, chỉ làm YouTube. Không làm dâu, không làm mẹ, không làm vợ, chỉ làm YouTube. Nhưng mà YouTube việc... khá. Làm dạ, YouTube khá. Cũng như YouTube đó, hai chồng em xém chia tay. Chồng em mặc dù không thích nhưng mà không bao giờ cấm vợ làm bất kỳ điều gì hết. Có thời gian mà làm YouTube có buồn mà dạng như giống như là mình tuyệt vọng á. Mình muốn là cảm thấy trên đời này không còn gì, mình muốn là giống như là mình hy sinh luôn á. Không còn muốn sống nữa đó khi là mình làm YouTube. Tại vì không ai đồng tình hết cái câu chuyện mà mình làm YouTube. Cái đó là đam mê. Đam mê xong nhưng mà chồng không chịu, gia chồng không chịu. Và nói không đến, chịu luôn. Đúng rồi, không ai chịu hết. Không ai chịu, nhà chồng cũng không chịu luôn. Đúng. Cho cô cắt cái chỗ này, cô bổ sung chỗ này nè. Ông và chồng không đồng ý, nhưng khi nàng dâu điện về hỏi kiếm cái cối xay đá rồi này nọ, hoặc kiếm cái gì để hỗ trợ cho dụng cụ để cho nàng dâu làm á, thì hai ông bà già này cũng đi kiếm, rồi cũng là cung cấp, cũng hỗ trợ. Yeah. Mặc dù không đồng tình nhưng mà cũng cho hỗ trợ công lời. Việc vậy đó. Dạ sao ạ? Ngắt lời. Cô biết lý do tại sao mà con buồn như thế không? Cha điện thoại nói với anh Tính, vợ mày về dưới đây làm chuyện tào lao. Đó, làm chuyện tào lao. Xong rồi á, anh Tính mi mặc dù không đồng ý với câu chuyện đó, nhưng mà anh Tính vẫn nói rằng á, là chuyện vợ chồng con biết. Xong rồi anh Tính làm giữ trò với con, chứ có bỏ mà con đâu có bỏ. Con nói với anh Tính thật, nói như thế này nè: anh cho em thời gian 6 tháng, nếu em không á làm được thì em quay về với anh. Nếu 6 tháng đó mà nó như thế này, trong 6 tháng đó nếu mà em làm được thì em về với anh, mà nếu em không làm được, mà nếu mà anh cho em về, còn có yêu thương em mà anh còn cho muốn em quay lại nữa thì em sẽ quay đó. Mà trời ơi, thời gian đó cô chưa biết đâu hả, con đi ngang cái cầu Thủ Thiêm nè. Thôi, nó không lẽ giờ mình suy nghĩ rằng là không lẽ giờ giống như không có ai đồng ý, cha về dưới cha sợ mất mặt, cha sĩ diện ở dưới chòm sớm nói ở con dâu làm Sài Gòn xong đã về làm chuyện tào lao. Trong thời gian đó có một người rằng an ủi con, mới nói con là đừng có vậy, cũng không là con tự tử thật sự luôn á, thật sự luôn á cô. Thế nay nghe nàng dâu bộc bạch mình mới biết, mới biết tâm sự nó muốn tự tử như vậy. Chứ trước giờ mình không có nghe cái câu chuyện này. Tại vì do gia đình bị gì, do gia đình nói chuyện với chồng với nàng dâu. Em nói anh nghe nè, thế chung cho con ngắt lời, khi mà một cái bài mình đăng lên đúng không, mình đăng lên mình gửi cho cha chồng, cô chồng, em chồng, bên chồng mình mong xem mà không thèm vô xem luôn, không thèm bấm vô xem luôn. Mình gửi qua tin nhắn á để mong rằng mọi người xem cho mình rằng nhiều giá trị. Ở đây thì ai cũng biết khi mình làm cái việc đó, mình cho mọi người xem video của mình á, là đầu tiên á thì cái lượt của mình sẽ được YouTube nó để tới. Gửi cho cô cha chồng không dám xem luôn anh, thay vì gia đình phải suy nghĩ rằng sẽ ủng hộ con dâu, phải giúp con dâu hay là cái này nọ, mình bấm vô một lần thích cũng được, không thèm bấm, không thèm xem luôn. Tuy con không có về nhà con làm cái này cái nọ,
Con biết rằng con là thua cái chuyện đó, nhưng mà con giống như là con cũng giúp gia đình một cái phần nhỏ, không tuy không nhiều nhưng mà cũng xíu, là con cũng thay vì mình không làm thì thôi mình gửi cho cha mẹ mình một cái gì đó để cha mẹ mình có thể làm, hoặc là kêu ai làm hay sao đó. Thì nói chung là ông già chồng với chồng thì không có đồng ý nàng dâu làm YouTube, nhưng mà riêng tôi á, cái điện thoại thì mình cũng không rành dữ, mình xem thì cũng không biết là mình lướt làm sao, như hễ mình thấy nó làm á mình cũng ủng hộ nó, mình bấm vô chữ thích. Nhưng mà sau này nghe nàng dâu nó nói là cô phải xem hết, cô bấm vô chữ thích người ta mới chịu, chứ cô vô cô xem có miếng cô bấm chữ thích người ta không chịu, mà mình muốn ủng hộ nó mình bấm chữ thích thôi. Không biết, có lẽ là em ít tâm sự với cha chồng mẹ chồng đúng không? Ít có tâm sự lắm, hồi trước đây là ít có tâm sự lắm. Thôi cho qua chuyện đó đi. Có đến năm 2012 thì khi nó sanh em bé là bắt đầu á, là chồng nó mới điện về cho ông xã tôi, nói là Thúy nó đi sanh mà nó đau bụng khó sanh, lâu quá không sanh được. Nàng này thấy mình cũng có sự quan tâm, đi xuống rồi cũng ngồi thấy nó cũng đau đớn, mình cũng vuốt ve rồi này nọ. Rồi khi sanh em bé xong rồi tới lui rồi tới cũng nói chuyện, rồi từ từ rồi hai cô cháu mới hiểu nhau. Đến năm là 2015 thì nàng này mới bị bệnh bú cổ, thì tôi với ông mới sợ, hai ông bà mới lên trên thành phố là ở lại cũng có mấy hôm, rồi cũng động viên an ủi. Bây giờ sợ bú ác rồi động dao động kéo, mình nói chung là mình người dân quê nghe động dao động kéo thì mình sợ. Không, từ cái lúc đó đó mẹ mới cảm thấy đó, thương cha với con mình bị bú cổ đó, với bác sĩ là kêu phải là mổ, là cũng nói với là hẹn với bác sĩ là thứ hai mổ đó. Xong điện thoại lúc đó cha với cô lên á là mưa gió lắm, mà một qua bên mình á là phải qua cái phà nữa, thấy nên lên á mà hai người mà ướt lôi nhôi á, mình cảm thấy á là trong lòng mình á thấy thương như thế nào á. Cái xong hai người năn nỉ lắm, hai người năn nỉ rằng nói á, con ơi con đừng có mổ, con đừng có mổ, sợ nếu mà con sợ mổ á, mổ có gì á, nhưng mà con mổ á rồi con, tại vì người ta nói bị bú cổ á ác á, mà mổ á đụng đứa dao kéo á là sẽ bị chết, nếu mà con mổ con chết rồi con bỏ con với chồng con cho ai. À, lúc đó mới nghe lời á là điện vô cho bác sĩ, thôi con không đi mổ nữa, con không có đi mổ nữa, con sợ chết rồi bỏ chồng con với con cho ai. Lúc đó con biết rằng con thương cô với cha con nhiều lắm. Xong các em cũng chạy đi tùm lum chỗ hết, chạy chỗ này chỗ nhỏ để hỏi rằng mình có nên mổ hay không. Thì bác sĩ hồi mổ đi, tại vì cái này cũng mới phát hiện. Rồi xong em cũng mổ lại đến ngày hôm nay. Rồi từ đó là hai cô cháu cũng như tới lui thăm nom rồi cái bắt đầu tâm sự nói chuyện được. Không còn cái ấn tượng là mẹ chồng nàng dâu giữ chỗ này hết. Rồi cái có một lần, có một chuyện này là coi như là cái ấn tượng tôi không thể nào tôi quên được. Mặc dù hồi đó tôi cũng không thích nàng dâu này, tôi cũng hay dòm bằng ánh mắt không có thiện cảm. Hôm đó là cũng như là tôi bị ở dưới quê, tôi bị ho, mà ho nó kéo dài nhiều ngày, mà trị ở dưới thì không có hết. Cái ông xã mới nói thôi giờ đi lên Phạm Ngọc Thạch đi em ơi, chứ ở dưới đây thì nó siêu âm, nó nói là trong phổi có khối u, sao tôi thấy tôi sợ quá, em chết em bỏ tôi nữa. Ổng cũng sợ. Tôi nói trời, hai chồng già đi lên phố không biết đường, thôi bây giờ điện lên Thí rồi nó ở trở, nó nhiều năm liền nó biết. Nó nói thôi giờ cha cô lên đi rồi con chạy qua rồi con dẫn đường đi, chứ bệnh viện rộng lớn á, thì sợ cha cô ở dưới quê lên không biết. Thì nàng này tối thì thức khuya làm YouTube, rồi sáng phải dậy sớm, rồi là chạy qua đó thì tôi ổng lên thì nó dẫn đi. Nhà tôi cũng thấy tôi cũng xúc động. Bởi vì mình ở dưới quê mình lên, nói chung là mình đi mình cũng phải có chuẩn bị tiền đi khám bệnh mà. Nàng mới móc túi ra nàng cho tiền để đi xe về, cho tiền để đi mua thuốc. Thì thật sự là trong lòng tôi lúc tới là tôi cũng cảm động dữ lắm. Và tôi mới nói thôi con ơi, cha cô cũng có chuẩn bị tiền lên để lo chạy bệnh cho cô rồi, thôi con cầm về đi. Cái nó nói quả nó hôi, cô lên đây thì cô lấy đi, con cũng có làm được mà con còn trẻ, con còn làm được nhiều tiền, thôi con cho cô lấy đi. Nàng cũng mua bánh mì rồi mua nước uống rồi thôi cha cô về. Rồi nàng mới đi về. Từ đó cũng điện thoại tới lui thăm nom rồi hỏi thăm sức khỏe, rồi nói chung là tình cảm mẹ con thì cũng gắn bó. Bắt đầu từ đó. Đó. Trời ơi, không lẽ là cô mới bắt đầu năm rồi thôi, nhưng con thương cô từ 2015 á. Thì 2015 là con thương cô, lúc đó là cô lên là cô
cho tiền con buồn đi mổ mà con không có lấy, là lúc đó là con thương cô rồi. Đúng rồi, con thương cô từ đó mà thì rồi lúc đó là cô cũng hết có không có thích con nữa, cô cũng từ từ dần dần cô cũng thích con rồi. Rồi tới năm đó là cái kỷ niệm đó là mình nhớ nhất luôn á. Rồi sau này á, mặc dù mình không nói nha, nhưng mà sau này về thấy cũng như mình thì yếu đuối rồi, cha thì có hai ông bà già. Tết về đó, về sớm ít bữa rồi cái về cũng lên bàn thờ quét dọn tổ tiên, dọn bàn thờ tổ tiên ông bà. Rồi á, mấy cái mà tắm trải bàn gì nè, thấy cũ cái nàng gom xuống, nàng bỏ vô bịch hết, nàng đem xuống nàng dột. Mình ở quê mình hà tiện mà nó còn xài được, sao con giục nó hôi, để con đi mua cái khác, cái này cũng cũ rồi. Đi mua mấy cái tấm trải bàn trên bàn thờ á, trải hết xuống rồi quét vô nhà cửa sạch sẽ, bếp núc biết nịnh lắm. Mỗi lần mà vợ chồng tôi lên biết á, là hai ông bà già này thích ăn chè Thái. Đi làm về khuya mà tới ngay chỗ cái điểm đó đó ngon đó, về nhà ghé đó mua cũng được vậy, phải đi vòng lại cái chỗ mà ngon nhất á, mua chè Thái về cho hai ông bà ăn. Thương lắm, sau này là hiểu được là thương. Không phải vì nó cho mình tiền, không phải vì nó mua chè Thái cho mình ăn mà mình thương nó, nhưng mà đó là cái sự biểu hiện của cái nàng dâu nó lớn rồi. Cái mình mới suy nghĩ, hồi đó còn trẻ trâu, về cứ thích ham chơi, ăn diện đồ, về mang bó đầm đi vòng á. Cái gì như không phải là trẻ trâu mà chẳng qua là chúng ta không hợp nhau, là cái cách quan điểm thôi. Nhưng mà thật sự là vậy nè, nếu như mà hai mẹ con mà hiểu được nhau, trò chuyện được với nhau thì rất là vui luôn. Dạo gần đây nè, tâm sự chuyện buồn, đang nằm tâm sự cô, hôm nay cô buồn đang nằm tâm sự, đang bấm điện thoại bực, thấy em ra quay qua khóc sướt nước. Khóc sướt nước mà các chị phải cười. Cô ơi, cô đừng có khóc, càng nói như vậy cô càng khóc. Trời ơi, mình nói những cái chuyện nó vui như thế. Đang nói chung là sau này là hai ông bà già ở dưới quê lên thăm. Thì cũng như hễ tụi nó về thì nó xuống nhà mình chơi. Còn hễ nó không về á, mình nhớ mình đi lên trển chơi. Lên á là chia ra phòng nha. Đấy, ông già với thằng con trai thì ngủ chung, còn nàng dâu với mẹ chồng thì ở trong buồng ngủ chung. Đang hai mẹ con tâm sự. Nếu như mà ngay từ đầu hai người này ở chung nhau là tan nát gia đình luôn. Đúng rồi. Người nữa thì nói sợ người ta hiểu lầm ý chí của mình. Em cho nên mình đúng không? Thích. Còn nàng này á, con xin cắt cô. Nàng đanh đá con xin cắt cô. Là mình thấy hơi bực bội rồi. Mình là mẹ chồng mình đang nói tự nhiên con cắt cô. Nhưng mà con chỉ nói cắt gì nhưng mà con đâu có hỏi mà lớn tiếng. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần mà mẹ chồng nói ra em nói xin cắt hoài vậy đó hả? Lại nói gì nàng không hài lòng cái con xin cắt cô. Chứ mình không đó. Nói thì sẽ nói hoài, mình phải ấy đúng cô cắt bạn ngừng đặng cho mình nói lại à. Ngừng lại cho mình nói chứ mình không nói vậy là không cho mình thể hiện ý chí cho nó. Rồi con xin cắt cô, phải cô ý muốn nói vậy hơn, cuối cùng giải thích ra thật lót cái ý của mình. Thật ra là mỗi người nó đều có một tính cách khác nhau, giống như cô hay nói chị trời đang nói chuyện mà xin ngắt lời hoài là cô khó chịu chị ở cái đó. Còn chị lại khó chịu cô là sao nó dài quá vậy. Thôi thì mình biết họ như vậy rồi, mình chấp nhận họ luôn. Mình thấy cái điểm đó là một cái điểm đáng yêu đi. Nói chung như vậy nè. Bây giờ nó cắt lời tôi cười không à. Nói chung hết giận rồi. Quen rồi. Hồi đó không hiểu ý. Dạ. Hồi đó không hiểu ý. Mình nói con dâu này sao đanh đá mỗi lần mình nói con xin cắt. Rồi mình khó chịu. Còn lúc vợ nó nói con xin cắt mình cười không à. Rồi quê. Rồi có một cái vậy nữa nè. Ủa, kỷ niệm vậy nữa nè. Là cũng như á Tết á. Cái nàng này về. Nàng cũng có chuẩn bị mỗi có bao thơ bỏ đồ vậy rồi. Mà cô cũng nhớ luôn á hả? Nhớ không nhớ. Rồi cái lì xì. Cái không có lì xì hai vợ chồng già. Cái mình buồn. Cái mình đứng kế bên mình nói dâu. Nàng dâu ơi, bây giờ cho cô được nói một lời. Cái bắt đầu cô hát. Dạ. Cô hát sao cô? Năm nay tôi tuy lớn nhưng tôi vẫn thích bao lì xì. Đó, cái nàng dâu cười. Rồi con hiểu rồi. Bắt đầu cái nàng mới soạn hai cái bao thơ lì xì, ông già ăn cái bà già ăn cái. Rồi bắt đầu từ đó về sau nàng hiểu ý rồi. Năm nào về lì xì em bé xong rồi, hai ông bà già cũng có hai cái. Nào cái bài hát đó đó ha. Không phải đâu, như thế này thì dạng như con nít mà. Thì mình cho con nít trước đi, trong gia đình thì tối thường á thì 30 tối đó thì mình sẽ chúc Tết cha mẹ sao. Sao mà cô vội quá. Cô vội, cô sợ, cô không có phần, cô mới vậy. Nhưng mà cái cách xin của cô cũng rất là đáng yêu. Đúng rồi. Gặp người khác là được giận rồi đó. Không, thật sự là mấy năm đầu nó về nó không có lì xì cho cô. Cái này thật lòng mà nói. Dạ. Đừng có dành phân phá nữa nghe dâu, để cô nói cho nghe. Mấy năm đầu về là không có lì xì cho cô. Dạ. Cái cô buồn, cô nói với cha. Trời, nó về nó không có lì xì cho em, buồn quá.
bỏ vô chừng 20 ngàn chừng mới thì xì cho em cũng được, vậy tiện hơn đầu năm mà. Để em ra em xin tiền lì xì. Ông nói bậy, thôi vô đây tôi cho là mình nội với. Em không tự nhiên ra xin tiền lì xì với dâu. Anh để em, từ đây về sau là anh coi nè, lúc nào cũng có tiền lì xì cũng được. Con ơi, cho cô hát một bài nha. Năm nay tôi tuy lớn nhưng tôi vẫn thích có bao lì xì. Đó, rồi. Vậy là mình trải qua bao nhiêu năm mà khắc khẩu vậy? Nếu từ năm 2009 tới giờ là mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm khắc khẩu vậy luôn. Mười năm. Mấy năm đầu thôi, nhưng mà kể từ ngày mà có sanh em bé rồi, cái nàng này mới bị bệnh. Rồi mình lên mình chăm sóc. Mình cũng có cho nàng một số tiền nhưng mà nàng không lấy. Đó, rồi nàng cũng nghĩ như mình già cả, mình làm không có bao nhiêu nàng làm được. Khoan cắt. Đó. Rồi đó là tới lúc mình là thấy chưa? Đó thấy chưa? Cũng còn vẫn còn đanh đá. Nhiều cắt nhưng mà đâu có cắt đâu. Nó có cắt đâu. Con á thì đối với cô á là không còn đanh đá nữa, là khi con bị bệnh ung thư. Còn cô á mới đây thôi, mới năm rồi thôi mới có thiện cảm với con. Cô mới nói rõ ràng mà. Trời ơi con ơi, sao con mà rất mắc như vậy? Cô lên là cô đã thương con rồi. Cô sợ con mổ xẻ có này nọ, cô sợ phải không? Là cái tình đến với nhau là qua cái lời lẽ, cái sự mà mình đến mình ở lại đó. Nói em đúng á, là khắc khẩu nhau cũng hợp nhau. Nhưng mà may mắn là cái kết á là hiểu nhau một chút, bây giờ được thông cảm nhau rồi. Thôi như vậy thì nói chung là mỗi người nhịn nhau một chút, yêu thương nhau thôi. Đừng có cắt nữa nha. Cô muốn con dâu này thay đổi gì vậy? Cô cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đối với con dâu. Dâu thật tình thì cũng có tình có cảm lắm. Nhưng mà vô là không có thích là cô nói nhiều, cho nên hơi cắt vậy thôi. Giờ cô cũng ráng cố gắng, cô nói chuyện với nàng dâu thì cô cũng nói ít lợi. Mà nàng dâu làm ơn, cô đang nói thì đừng có xin cắt. Cái này cắt là cho cắt luôn nha. Nói chung chứ giờ cũng hiểu thương lắm. Sau này điện thoại lên hỏi thăm sức khỏe đồ này nọ, không có kêu bằng dâu nữa, mà lúc giờ kêu bằng gái ơi. Gái ơi, giờ gái mong muốn mẹ chồng thay đổi gì nè? Vẫn mong á, là cô á, là sẽ nói chuyện ít lợi. Cái câu chuyện đó là cô chỉ nói ngắn gọn thôi. Hôm em cũng thương cô lắm, tại vì nè, hồi xưa ấy á, thì đi được, bây giờ không thấy thương lắm. Mỗi lần mà leo lên xe mà cái chân nè, hai cái nạn như vậy nè, như thế này mình cũng sốt lắm. Khi là lên đám dỗ mẹ chồng á, không có để cho cô làm, tại vì nếu mà cô đứng, cô ngồi, cô làm hay cái gì ha, là mình thương cô, thấy tội, kêu cô cứ vô trong nghỉ đi. Từ bây giờ đâu có lúc đó bây giờ đó là cũng thương cô nhiều cao chứ không phải mà như ngày xưa gọt phải ngồi dưới đất. Thật ra vậy nè, con rất là yêu quý và thích câu chuyện của gia đình mình luôn á. Con nghĩ là chắc hẳn cô và chị cũng còn một cái gì đó không thích ở đối phương, nhưng mà con lại mong muốn rằng thôi mình thì nhìn vào cái tốt của người ta để mình sống với họ được lâu bền hơn, thay vì mình cứ nghĩ những cái điều không hay, những cái điều không thích thôi mình gạt qua, mình coi như mình không thấy, và mình nhìn vào cái điểm tốt, mà cái điểm mà nãy giờ khiến cho cả hai người xúc động khi mà nói về nhau, mình cứ nhìn vào cái điều đó mình sống, con thấy là rất là đẹp luôn á. Mẹ đã nhận là con gái. Con gái ơi sao con gái ơi, theo anh đó nha, em cũng nên gọi một tiếng mẹ. Trời ơi, em tính sao cái này nè, nãy giờ nói là em sẽ nói với cô thay rằng từ đây về sau con sẽ cô kêu cô bằng mẹ. Thật sự kêu cô bằng mẹ thật mà. Kêu đi. Mẹ thiệt. Không đừng không sao. Thiệt, con không tính bữa nay chương trình này cũng làm bất ngờ cho cô, là biết rằng cô cũng muốn con và những con của cha kêu cô bằng mẹ. Dạ, cái chương trình này giúp con và đưa đến mọi người biết rằng hôm nay con sẽ kêu cô bằng mẹ luôn nha. Cô cũng cảm ơn con. Mẹ cô hùng, mẹ hùng cơm cả nha. Rất là xúc động. Trời ơi, rớt mắt nội rồi. Con cũng thương cô lâu rồi, chứ không phải là không thương. Có khi con bực vậy thôi, con nói vậy thôi, nhưng mà con cũng rất là thương mẹ. Đúng rồi. Thương mẹ. Đúng rồi, thương mẹ. Từ nay con nói chung là sẽ tốt với cô, sẽ thương, sẽ không bao giờ nói lời. Mới nói mẹ, giờ nói cô không chịu đâu. Chịu đâu, mới. Đúng rồi, đúng rồi, mới đúng rồi. Mẹ. Lại, nói lại nè. Nói lại nè. Thôi từ ngày hôm nay á, con sẽ yêu thương mẹ, sẽ không kêu mẹ ngắt lời
hay là nói gì nữa làm cho mẹ buồn. Mẹ cũng cảm ơn con cái tình cảm là con dành cho mẹ như vậy. Trời, tôi sướng, tôi nghe tôi kêu mẹ với con tôi sướng. 10 năm rồi em không bao giờ kêu bằng mẹ đâu. Bắt đầu từ nay luôn nha. Được rồi, bây giờ này, nhân cái ngày mà hai mẹ con nhận nhau. Dạ. Vậy thì cô con dâu sẽ có món quà tặng mẹ chồng. Đừng có bắt ngồi khóc nha. Từ ngày con về làm dâu chưa bao giờ có một món quà nào. Thôi, từ ngày làm dâu thật sự không có một món quà nào đến ngày hôm nay á thì mẹ thấy sao? Thật sự thì trước khi á tôi lấy cha chồng nó thì tôi cũng có một đứa con riêng là con gái, thì hôm nay á tôi cũng có thêm một đứa con gái nữa, thì tôi cũng cảm ơn chương trình là nhờ cái chương trình mà tôi có thêm được một đứa con gái và được đứa con dâu nó kêu mình bằng mẹ, tôi hết sức là vui. Dạ. Giá như thời gian trước nó như thế này nha, giá như hai mẹ con tâm sự với nhau từ lúc trước, giá như hai mẹ con hiểu nhau từ lúc trước thì nó không có tình trạng gọi là mẹ con xa cách nhau cả chục năm trời như vậy. Thôi hôm nay cũng là tuyệt vời lắm rồi ha. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Dạ đúng rồi.